Chào các bạn, hôm nay Phong Thủy May Mắn sẽ luận giải về tử vi tuổi Đinh Hợi trong năm 2020, trong năm Canh Tý. Phong Thủy May Mắn xin được tiết lộ đôi điều về vận trình tử vi tuổi Đinh Hợi trong năm 2020. Con giáp này dễ gặp phải tiểu nhân, dù là tình cảm hay là tài lộc cũng đều bất ổn, dễ phải đối mặt với tổn thất cả tình và tiền. Phong Thủy May Mắn tặng miễn phí cho bạn Thái Tuế Phù là bùa may mắn trong năm 2020. Các bạn hãy liên hệ với Phong Thủy May Mắn để nhận được phần quà này nhé. Đầu tiên thì hãy cùng Phong Thủy May Mắn khái quát chung về tuổi Đinh Hợi trong năm Canh Tý. Con giáp thuộc niên mệnh này, bản mệnh nạp âm là Ốc Thượng Thổ, có ngày sinh từ 17 tháng 2 năm 2007 đến ngày 6 tháng 2 năm 2008. Năm 2020, tuổi Đinh Hợi và Thái Tuế đồng vượng tăng cường thêm sức mạnh cho ngũ hành thủy. Thế nhưng, do ảnh hưởng của kiếp tài và nhiều hung tinh khác, nên vận tế bản mệnh năm nay bình thường vướng phải nhiều chuyện cạnh tranh mâu thuẫn. Người tuổi này dễ phải tiêu phí nhiều khoản hoặc là gặp trục trặc trong mối quan hệ với anh em, họ hàng, dễ gặp tổn thất nếu không biết giữ mình, đồng thời thì sức khỏe cũng dễ bị tổn hại. Năm 2020 là năm Canh Tý, thiên can canh kim lộ xuất chính ấn, Thái Tuế Tý Thủy lại lộ xuất kiếp tài. Trong năm nay thì người tuổi Đinh Hợi gặp phải nhiều chuyện cạnh tranh, thường phải đối mặt với kẻ tiểu nhân, dễ bị anh em, bạn bè thân thiết hãm hại hoặc là đem tới những ảnh hưởng không tốt. Con giáp này không chiếm được ưu thế gì trong sự nghiệp, khó chạm tay tới cơ hội thăng tiến. Nếu có cơ hội trước mắt thì cũng dễ bị kẻ khác giành mất, dễ chi tiêu tốn kém, mâu thuẫn thường xuyên xảy ra, các mối quan hệ xã giao thì không được thuận lợi. Mặt khác, thất sát cũng mang lại những tác động không tốt trên hai phương diện hôn nhân và tài lộc do người tuổi Đinh Hợi. Làm việc gì cũng cần phải suy nghĩ kỹ càng, không nên làm việc chỉ theo hứng thú nhất thời hoặc là làm việc chỉ để thỏa mãn sở thích cá nhân. Ngoài ra thì bản mệnh cũng nên biết giữ mình, giữ khoảng cách hợp lý với những người khác giới, không nên để chuyện tình cảm gây ảnh hưởng đến công việc. Trong năm Canh Tý thì người tuổi Đinh Hợi cần phải biết giữ mình, biết lắng nghe ý kiến của người khác, không nên khăng khăng làm theo ý mình. Phải suy nghĩ chín chắn, kỹ càng trước khi đưa ra quyết định, đừng để mình bị lôi kéo, không nên đi đến những nơi đông người, hỗn tạp hoặc là những nơi ẩm thấp, nguy hiểm. Chỉ nên giữ quan hệ với những người đáng tin tưởng, tránh xa những kẻ tiếp cận với ý đồ lợi dụng, hãm hại mình. Phong Thủy May Mắn tặng miễn phí cho bạn Thái Tuế Phù làm bùa may mắn trong năm 2020. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng xét về nam mệnh. Về phương diện học hành, trong năm Canh Tý đối với tuổi Đinh Hợi thì việc học hành có nhiều may mắn, được quý nhân giúp đỡ và được bạn bè cùng lứa bảo ban cùng học, cho nên việc học hành được cải thiện và số điểm cũng được nâng cao nhiều. Cung nhị hợp của tử vi tuổi Đinh Hợi năm 2020, nam mạng có các sao Quốc Ấn, Hoa Cái, Long Trì, Tử Quan Phù, Lưu Hà, Thiên La, Tuần. Đây là bộ sao chủ về cẩn thận liên quan tới giấy tờ. Xét về phương diện sức khỏe năm 2020, trong năm nay đối với tuổi Đinh Hợi thì cần phải chú ý bệnh về mắt, ra ngoài thì chú ý hạn chế xe cộ, họa gửi tai bay hay là tiền bạc mà sinh ra họa, cho nên cần phải chú ý cẩn thận. Cung tam hợp tử vi Đinh Hợi 2020, nam mạng có các sao Nguyệt Đức, Tuyệt, Đại Hao, Tử Phủ, Kiếp Sát, Phá Toái, Tuần, Thiếu Dương, Đường Phù, Tấu Thư, Suy, Thiên Không. Đây là bộ sao chủ về có tỳ vết trên người hay ăn uống tiêu hóa kém. Ngoài ra thì chú ý có người nói xấu sau lưng và sức khỏe của người trong gia đình không được tốt. Xét về phương diện tài lộc, tài chính, tiền bạc. Về mặt tiền bạc, tuy bản thân chưa làm ra tiền bạc nhưng đã có tiêu chí định hướng cho mình, thì sau này làm được những việc liên quan tới lĩnh vực ngân hàng, xây dựng và kinh doanh để giúp đỡ bố mẹ, anh em và người thân. Cung đặt mệnh tử vi tuổi Đinh Hợi nam mạng 2020 có các sao Đào Hoa, Phúc Đức, Thiên Hỷ, Mộc Dục. Đây là bộ sao chủ về ra ngoài gặp được nhiều người khác giới và có tin vui đưa tới trong gia đình, anh em, bạn bè. Cung xung chiếu tử vi nam Đinh Hợi năm 2020 có các sao Thiếu Âm, Hồng Loan, Hỷ Thần, Tử. Đây là bộ sao chủ về ra ngoài gặp được nhiều người giúp đỡ. Kết luận tử vi Đinh Hợi 2020 nam mạng. Đối với tuổi Đinh Hợi thì năm Canh Tý là một năm tương đối tốt, được thiên thời và địa lợi, cho nên mọi việc học hành đều được hanh thông, ra ngoài có quý nhân giúp đỡ. Nam Đinh Hợi những tháng có vận số tốt là tháng 6, tháng 10 âm lịch, tháng có vận số xấu là tháng 4, tháng 7 âm lịch. Luận tử vi tuổi Đinh Hợi năm 2020 nam mạng theo 12 tháng âm lịch. Tháng 1 vui xuân cùng với gia đình và có tin vui đưa tới trong họ hàng, anh em, bạn bè. Tháng 2 trong nhà thiếu hòa khí hay suy nghĩ viển vông làm ảnh hưởng tới việc học hành. Tháng 3 tiền bạc hao tàn. Tháng 3 tiền bạc hao tán, xuất hành đi tham quan lễ lạc vào các nơi linh thiêng.
tháng 4 ra ngoài chú ý lời ăn tiếng nói hay là do tính cách không hợp với người xung quanh. Tháng 5 ra ngoài có quý nhân giúp đỡ, tuy nhiên thì làm việc gì cũng đều không thành công được. Tháng 6 ra ngoài có lộc về ăn uống, tuy nhiên sức khỏe không được tốt. Tháng 7 sức khỏe không tốt, việc xuất hành đi xa thì bất lợi. Tháng 8, mọi việc làm ăn trong gia đình không được tốt, ra ngoài chú ý miền sông nước. Tháng 9, tiền bạc hao tán nhiều, chú ý xe cộ đi lại cẩn thận, có tì vết ở tay chân. Tháng 10, ra ngoài gặp được quý nhân, tuy nhiên cũng có người nói xấu phá hoại sau lưng. Tháng 11, có người phá hoại, nói xấu sau lưng, chú ý sức khỏe, yếu về bệnh răng miệng. Tháng 12, chú ý sức khỏe không được tốt, tiền bạc có sự tiêu pha nhiều. Tóm lại, đối với tử vi tuổi Đinh Hợi năm 2020, nữ mạng là một năm có nhiều sự thay đổi, có quý nhân giúp đỡ về đường học hành. Tuy nhiên, trong năm nay thì phải chú ý xe cộ đi lại cẩn thận. Chú ý có người nói xấu sau lưng, tình cảm trong gia đình không được tốt, bố mẹ có sự bất hòa, trong làm ăn có sự bất đồng quan điểm trong họ hàng. Tóm lại, đối với tử vi tuổi Đinh Hợi năm 2020, nam mạng là một năm có nhiều sự thay đổi, có quý nhân giúp đỡ về đường học hành. Tuy nhiên, trong năm thì phải chú ý xe cộ đi lại cẩn thận, có người nói xấu sau lưng, tình cảm trong gia đình không được tốt, bố mẹ có sự bất hòa, làm ăn có sự bất đồng quan điểm. Thứ hai, chúng ta cùng xét đến nữ mệnh. Xét về phương diện học hành, năm Canh Tý đối với tuổi Đinh Hợi không được tốt, cần phải tập trung vào việc học thì mới mong đạt được kết quả cao. Còn xét về phương diện sức khỏe năm 2020, trong năm nay đối với tuổi Đinh Hợi cần chú ý bệnh về đường tiêu hóa không được tốt, ngoài ra cần chú ý bệnh về dạ dày hay là bị đau bụng. Cung nhị hợp của tử vi tuổi Đinh Hợi năm 2020 nữ mạng có các sao: Thiên Khôi, Thiên Chủ, Thiên Mã, Tăng Môn, Cô Thần, Phi Liêm, Bệnh. Đây là bộ sao chủ về sự buồn phiền, gia đạo không được tốt, chú ý xe cộ đi lại cẩn thận. Xét về phương diện tài lộc, tài chính, tiền bạc, cung đặt mệnh tử vi tuổi Đinh Hợi nữ mạng năm 2020 có các sao: Thiên Quan, Lưu Niên, Văn Tinh, Tuyệt, Đại Hao, Trực Phù. Đây là bộ sao chủ về tiền bạc, có sự tiêu pha nhiều trong việc học hành và sức khỏe không được tốt. Cung tam hợp tử vi Đinh Hợi 2020 nữ mạng có các sao: Tấu Thư, Thiếu Âm, Hồng Loan, Suy, Long Đúc, Mộc Dục, Đà La, Triệt. Đây là bộ sao chủ về tình cảm gia đình không được tốt, công việc làm ăn thì kém. Về mặt tài chính thì tiền bạc không làm ra được, tuy nhiên có sự tiêu pha nhiều vào trong công việc học hành và trong sức khỏe. Kết luận, tử vi tuổi Đinh Hợi trong năm 2020 nữ mạng, sinh năm 2007. Đối với tuổi Đinh Hợi thì năm 2020 là một năm chỉ có tốt về đường bạn bè, ngoài ra thì ra ngoài chơi thì gặp được nhiều bạn khác giới. Nữ Đinh Hợi những tháng có vận số tốt là tháng 3, tháng 9 âm lịch, tháng có vận số xấu là tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Luận giải về tử vi tuổi Đinh Hợi 2020 nữ mạng theo 12 tháng âm lịch: tháng 1 vui xuân cùng gia đình, tuy nhiên tiền bạc có sự tiêu pha nhiều. Tháng 2 công việc làm ăn của bố mẹ không được tốt, có người phá hoại. Tháng 3 trong họ hàng có nhiều tin vui đưa tới, nhất là có tin vui thêm người. Tháng 4 tháng này sức khỏe của bố mẹ không được tốt, có bệnh về máu huyết, xương khớp. Tháng 5 mọi việc bình thường, học hành cũng được. Tháng 5 mọi việc bình thường, học hành thì cũng không được tốt lắm, ra ngoài chú ý sức khỏe. Tháng 6 có quý nhân giúp đỡ trong việc học hành, tuy nhiên có nhiều sự buồn phiền suy nghĩ. Tháng 7 tiền bạc có sự tiêu pha nhiều, chú ý mất mát của cải, tiền bạc nhiều. Tháng 8 việc học hành gặp nhiều may mắn, ra ngoài gặp được nhiều bạn bè. Tháng 9 có tin vui về hỷ tín trong gia đình, gặp được người tâm đầu ý hợp. Tháng 10 trong nhà thiếu hòa khí, tình cảm bố mẹ không tốt, cẩn thận đi lại xe cộ. Tháng 11 tình cảm có sự mâu thuẫn giữa bạn bè và người xung quanh. Tháng 12 việc học hành gặp được nhiều may mắn, tuy nhiên phải chú ý đến lời ăn tiếng nói, cẩn thận. Tóm lại, đối với tử vi tuổi Đinh Hợi năm 2020 nữ mạng là một năm tốt xấu bất phân, cho nên làm việc gì cũng nên suy nghĩ cẩn thận thì mới mong đạt được kết quả như mong muốn. Ngoài ra thì trong năm nay tuổi Đinh Hợi chú ý về đường tiền bạc, nên học cách chi tiêu và lưu ý sức khỏe cẩn thận. Như đã hứa ngay từ đầu thì chúng tôi có nói sẽ tặng quà cho các bạn tuổi Đinh Hợi Thái Tuế Phù làm bùa may mắn cho mình. Để nhận quà cũng như là thỉnh các vật phẩm phong thủy cho mình, các bạn hãy liên hệ hotline với chương trình. Chuyên viên phong thủy may mắn sẽ giải đáp cho các bạn mọi thắc mắc về tử vi phong thủy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Để thể hiện quan điểm của mình, các bạn hãy để lại ý kiến cá nhân bên dưới phần bình luận để phong thủy may mắn tiếp tục hoàn thiện và phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.